Cách đây gần 30 năm, ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Hưng Yên chính thức được tái lập. Thời điểm ấy, Hưng Yên được xác định là một trong số những tỉnh nghèo nhất cả nước. Khó khăn là vậy, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giúp đỡ tận tình của các bộ ngành, các cơ quan trung ương, với khát vọng vươn lên vì một Hưng Yên giàu đẹp, hiện đại và văn minh. Sau gần 30 năm tái lập tỉnh, Hưng Yên không chỉ xóa được đói, giảm được nghèo, mà đã trở thành tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, thuộc top đầu cả nước và đang vững bước trên con đường trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai. Trong hơn nửa nhiệm kỳ đại hội vừa qua, Hưng Yên đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật với nhiều điểm sáng toàn diện các lĩnh vực, tạo tiền đề rất quan trọng cho sự phát triển tiếp tục đi lên tỉnh nhà, cũng là đáp ứng mong mỏi của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đến năm 2023, Hưng Yên đã lần thứ hai liên tiếp nằm trong top 10 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước cao nhất. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng chiến lược về giao thông, công nghiệp, đô thị, nông thôn được đầu tư mạnh mẽ với số lượng dự án quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đó là nội dung chính sẽ có trong phim tài liệu Hưng Yên, miền đất khát vọng. Phim sẽ được phát sóng vào hồi 20 giờ 10 phút thứ bảy ngày 6 tháng 7 trong chuyên mục phim tài liệu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.